Bạn thấy không, mực nó vẫn còn dính đều trên cái rum nha các bạn. Cái này các bạn thì mực một bên nó lên đều và bên đây nó lên dư mực luôn nè, các bạn thấy không, nó dư mực rất là nhiều phía bên đây. Đây bản in đẹp chữ nét nha các bạn. HB Shop thân chào các bạn nha. Hôm nay cũng có một clip các bạn. Đây là clip lắp mực máy in. Thì đây cũng là cái hộp mực mà chúng ta thường xuyên nạp đây các bạn. Thì dòng cạch chít này á, nó dành cho Canon 2009 nha các bạn. Đó. Thì khách mang tới chỉ nói là nạp mực thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn tổng thể sơ qua các bạn, đây mình chưa tháo ra gì hết, đây hộp mực nó như thế này các bạn. Thì để chúng ta phán đoán bệnh, đây chúng ta bóp nè, rồi chúng ta xoay vài vòng thì các bạn thấy không, mực nó vẫn còn dính đều trên cái rum nha các bạn. Thì điều này chứng tỏ là chúng ta sẽ phán ra một điều á, một nhẹ nha các bạn, là hộp mực thải của nó bị đầy cho nên nó dính gạt mực không hết. Trường hợp thứ hai nha, là do cây gạt nó bị sụ, mà bị sụ cũng có hai nguyên nhân, đó là tới tuổi các bạn, chúng ta in thường xuyên mà tới tuổi nó bị sụ thì nó gạt mà không hết là ok. Còn trường hợp thứ hai á, là do 3 tháng hè các bạn, 3 tháng hè không in thì nó sẽ bị trường hợp cây gạt nó cũng sụ cho nên nó gạt mực trên rum không sạch nha các bạn. Mình tháo ra và tiến hành làm kiểm tra. Thì đó là cái cách mà để mình phán đoán một cái bệnh của một cái hộp mực. Rồi chúng ta lấy cái trục xó ra các bạn. Các bạn nhớ nha, nó dính theo cái lò xo này nè. Các bạn để cẩn thận, nếu mà văng rớt mắt mà không có thai thì cũng không có làm được hộp mực nha các bạn. Thì mình cũng có nhiều clip để mà làm nạp mực các dòng như Canon HB, Brother Rico các bạn. Nhưng mà mỗi một trường hợp mình nạp có thể là nó bị nhiều bệnh khác nhau. Cho nên mình làm mình quay lại hết. Mục đích là sao các bạn? Mục đích mình quay cái quá trình là cũng muốn là chia sẻ và học hỏi cùng các bạn. Cái thứ hai là mình cũng muốn quay lại, nếu mà khách hàng có cần xem mình cũng có thể là cho khách hàng xem. Đó là hai vấn đề mà mình làm để chúng ta cùng nhau học hỏi và nghiên cứu. Và cái thứ ba là có nhiều bệnh mà mình không thể mà coi nhớ hết và làm hết được các bạn. Mình lưu lại đó, mình vẫn có thể mở lại mình coi được nha các bạn. Thì sau khi mà bung cái cụm rum ra thì chúng ta thấy đây các bạn, mình quay thì lúc này các bạn thì mực một bên nó lên đều và bên đây nó lên dư mực luôn nè, các bạn thấy không, nó dư mực rất là nhiều phía bên đây. Điều này chứng tỏ các bạn nè, chúng ta quay một hồi nữa thì nó lên mực rất là đậm ở bên đây. Điều này chứng tỏ là cây gạt từ này nó cũng bị sụ, bị hư luôn các bạn. Mực thì vẫn còn nhưng mà cũng sắp hết. Bây giờ mình tháo ra mình kiểm tra và mình thay thế luôn. Bật cái nắp ra. Rồi, chúng ta dỡ cái trục từ lên. Đối với những cái clip mà mình nạp mực các bạn, những các bạn nào mà có đam mê nghiên cứu á, các bạn xem và thì các bạn cũng nạp mực được ok luôn ha. Rồi chúng ta thay luôn cái gạt này các bạn. Đây là cây gạt nhỏ ha, chúng ta thay luôn. Tại vì mỗi một clip của mình có thể là những cái ban bệnh có thể là nó trùng lặp, và cũng có thể là một số ban nó
cũng là banh banh mới nha các bạn, chứ không phải là banh cũ hoài. Cho nên trong quá trình làm á, mình phải coi cẩn thận. Có khi các bạn, mình nói là có khi ha, một cái hộp mực mình lắp rồi mà mình đánh giá là nó ok các bạn, nhưng mà khi lắp vào in nó vẫn bị lỗi ha. Có nhiều trường hợp mình thay rum, thay gạt, thay chục từ hết mà in vẫn bị lỗi, thay chục số luôn in vẫn bị lỗi các bạn. Thì trường hợp đó còn lại là do gì các bạn? Trường hợp đó còn lại là do cái phôi mực nó bị lỗi luôn các bạn ha. Thì điều này bắt buộc là chúng ta phải thay luôn cái phôi mới các bạn ha. Để mình lấy cây gạt, đây cây gạt của nó, cây gạt nhỏ của Canon 29. Gạt này thì nó có hai lỗ nè các bạn thấy không, và cái khắc ở đây nó cũng có một lỗ, và cái khắc ở đây nó dài, nó sâu hơn nha các bạn đó. Còn một số dòng như của Canon 6030 hoặc là những cái mực đời mới thì cái gắt ở đây á, nó ngắn đó, cái hình vuông ở đây là nó ngắn, còn của Canon thì nó dài hơn. Ở đây lý do là nó còn cái miếng mút ok, và trên cái này nó cũng có cái keo dán các bạn, cho nên mình không dán cho nó một cái miếng mút mà mình để như thế này mình ập lên luôn. Còn nếu mà miếng mút trên đây nó mất hết cái, thì chúng ta phải có một cái miếng mút nhỏ chúng ta dán đều từ đây tới đây để khi chúng ta nạp mực mới vào các bạn, chúng ta gắn cây gạt vào các bạn, ta đè sát lại thì mực nó không có đổ ra đây nữa nha các bạn đó. Rồi chúng ta bắt ốc vào. Thì mình cũng khuyên các bạn, nếu mà các bạn nào xem được cái clip này các bạn, thì trong quá trình chúng ta sử dụng cái máy in của mình ở nhà thì chúng ta đừng nên nó để lâu các bạn. Rồi vài bữa chúng ta mở lên in một hoặc là hai tờ ha, chứ để mà thời gian lâu quá chúng ta không đụng tới nó, khi nó không phục vụ chúng ta nữa thì chúng ta không đụng tới nó, thì một số cái linh kiện nó sẽ bị hư như các bạn đó. Cũng giống như con cái của chúng ta, nếu mà để nó tự sinh tự diệt, nó muốn chơi gì nó chơi, nó làm gì nó làm các bạn, thì một thời gian sau nó cũng tự chơi mình lên luôn các bạn. Ok các bạn, sau khi mình thay cây gạt thì nó lên đều được hai bên ok. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành nạp mực. Mực này thì nó dùng là 140g. Nắp rất là cứng. Và khi chúng ta nạp mực các bạn ha, chúng ta nạp nó đừng có đầy tràn lên cái nắp ở trên luôn các bạn, mình cảm thấy nó lưng vừa đủ thôi. Đây mình bơm khoảng vừa đủ tới cái mí nắp các bạn, khoảng mí này thôi các bạn ha. Thì khi in mà chúng ta hộp mực nó rất là sạch, chứ để mà các bạn in để nhiều quá mực mà nó lem các bạn ha, mà nó lem ra ngoài á và nó tràn ra máy á, thì hư còn nặng hơn các bạn. Cái đó là cái kinh nghiệm.
máy in bây giờ nó dễ xài các bạn ha. À, các bạn bỏ ra khoảng tầm 2 triệu 3 triệu là có được cái in hai mặt rồi ha. À, rất là dễ xài, nhưng mà người ta vẫn còn chuộng cái dòng Canon hàng chính các bạn. Ok, đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem tới cái phần còn một thải. Hộp mực nạ thải này thì nó cũng hư cây gạt các bạn, cây gạt nó bị sụ do vấn đề là chúng ta để lâu không in ha. Đó, mực thải nó rất là ít, các bạn thấy không? Hành mình thay cây gạt cho nó luôn. Thì cây gạt á, trước khi mà chúng ta lắp mới các bạn, thì chúng ta nên làm dơ dính bụi mực ở cái phần cái lưỡi gạt đi ha. Đây, chúng ta chà lên cái mực thải để khi mà chúng ta tì lên trum á, chúng ta quay cho nó trơn truông. Còn nếu mà chúng ta không có làm như thế này các bạn, thì khi gum gắn vào á, nó sẽ làm cong cây gạt này luôn các bạn. Nó quay không được, nó kêu két két két, rất là khó quay, rất là cứng. Rồi, chỉ như thế thôi, rồi chúng ta lắp vào. Cái gài cái là so lại. Ok các bạn ha. Rồi, chúng ta bắt cái rim vào. Đậy nắp để chúng ta test các bạn. Này nó bung ra này. Rồi, bây giờ chúng ta gắn cái nắp vào, chúng ta xoay thử cái rim. Đó, các bạn thấy không? Cái rum nạp gặp một hết luôn nè. Sạch đều lại. Cái này là do nó dính keo nè các bạn. À, có thể là miếng băng keo nó dính vào thì chỗ này nó sẽ in ra bị đen tờ giấy nè. Chúng ta sẽ tiến hành lau nó luôn các bạn. Thì để lau cái này á, chúng ta dùng cái miếng giấy, chúng ta thấm mực vào các bạn. Đó, chúng ta thấm cho nó đen mực và chúng ta chà lại cái phần này, để cho nó rút đi hết cái băng keo, keo dính các bạn. Đó. Ok, bây giờ nó ra hết rồi nè. Ha, rồi chúng ta xoay. Rồi, ok, đẹp các bạn, rất là đẹp. Chúng ta lắp hầm mực và chúng ta test thử một tờ. Và khi các bạn chú ý nha, chúng ta lắp vào hai cái lò xo này nè, cho nó sụp vào cái mí ở trong đây nha các bạn, hai bên, hai cái lò xo. Bên đây cũng vậy các bạn, chúng ta cho nó sụp vào trong nha, chứ đừng có để mà nó lú ra ngoài. Nếu mà cái này nó không khớp ở trong á, ở đây nè, không khớp á, thì khi chúng ta gắn vào máy in á, chúng ta in ra một bên đậm, một bên lọt cho các bạn, đó cũng là một cái ban bệnh. Rồi, chúng ta gắn chốt vào. Lắp lại bắt ốc luôn cho nó xong.
Rồi, chúng ta gắn chốt cái phía sau này. Rồi, một số trường hợp ví dụ như các bạn quên lỡ mất cái lò xo mát, đúng không các bạn? Quên mất á. Nhưng mà đối với hầm mực này nó có hai cái lò xo ở hai đầu, một nè, hai nè, thì cái này mất các bạn bỏ luôn cũng được. Còn nếu như trường hợp mà ngay cái vị trí này nó không có cái lò xo thì chúng ta bắt buộc phải có cái lò xo mát nha các bạn. Nếu mà không có lò xo mát chúng ta in ra cái tờ giấy nó trắng nha các bạn. Rồi thì chúng ta bắt vào luôn. Ok, xong. Chúng ta in test. Ok các bạn. Rồi, mình ra lên test anh thử xem thế nào nha các bạn. Đồ nghề có thợ kỹ thuật máy rất là cổ nhưng mà vẫn làm việc ok nha các bạn. Đây. Bản in đẹp, chữ nét nha các bạn. Ok, vậy là giao cho khách thôi. Thì các bạn thấy clip của mình chia sẻ hay và ý nghĩa thì các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem những clip hay hơn cho các bạn. Các bạn hãy like, đăng ký nha và chia sẻ. Còn các bạn có thắc mắc gì cứ để lại bình luận, mình xem và mình sẽ giải đáp hết tất cả mọi thứ, chúng ta cùng nhau học hỏi nha các bạn. HB Shop, thân chào các bạn.